hương thơm thanh khiết, kính dâng lên Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Sắc hoa ngọc lan tươi thơm, pháp cúng dường tỏa ngát mười phương. Thành tâm chúng con tha thiết hướng nguyện hộ pháp xương mình, độ chúng sinh linh đến nơi bờ giác, cùng khắp nhân gian thoát khỏi mê lầm. Tâm hương trong lòng chúng con xin phát nguyện, cùng tiến tu sắc son một lòng tin tâm, hướng Phật Đà tuệ giác bừng khai. Dù cho biết bao gian khó, Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay Hòa Thượng đây là một vị Hòa Thượng mà trước đây tôi cũng rất là thân thiết và cũng rất là ưu ái với Ngài. Với tất cả các công tác Phật sự Ngài đã thành, ngày hôm nay đã thành tựu, tôi mong rằng Ngài trụ thế lâu dài, hướng dẫn cho quý Phật tử, hướng dẫn cho quý thiện hữu đi đức thành tựu công đức. Mô A Di Đà Phật. Hôm nay đây là ngày mà có thể nói rằng tôi luôn luôn nhớ ở trong lòng. Hòa Thượng ngồi ở đây khi mà tôi còn là giáo sư, còn đi dạy tất cả các học viện. Tôi thí dụ như là Nhật Từ rồi đó, là Thượng Tọa Nhật Từ như rồi đó. Đó là cái lớp mà tôi đã từng giảng dạy, tôi đã từng dạy dỗ, chứ không phải là mở đây. Rồi hôm nay Hòa Thượng ngồi đây để mà gọi là để mà chứng minh, Ngài chứng minh trong khi tôi giảng dạy cho quý Phật tử ở đây, lòng tôi rất là hoan hỷ, tâm trí tôi rất là vui mừng. Bởi vì không biết ngày nào, tháng nào, năm nào Ngài sẽ quậy áo ra đi. Tôi cũng vậy, không biết ngày nào, tháng nào, năm nào tôi cũng vũ áo ra đi. Thành thử hôm nay Ngài ngồi đây mà nghe cùng với tất cả quý Phật tử ở đây mà nghe thuyết pháp, thì đó là một sự hiện hữu, là một sự chứng minh, một cái long trọng. Và tôi mong rằng quý vị cầu nguyện cho Hòa Thượng lúc nào cũng được an vui, mạnh khỏe, vui vẻ, tinh tấn trong mọi công tác Phật sự. Nam Mô A Di Đà Phật.
nay là ngày mà tôi tưởng niệm đến bậc đại lão hòa thượng. Có thể nói trong những năm trước tôi ở chùa bên chùa Vạn Thọ hả? Lúc đó là ở chùa Vạn Thọ thì tôi cũng thường hầu ngài, tôi gần thường luôn luôn là hầu ngài và được ngài rất là tăng động. Trong không có khi nào mà gọi là mà quên được là đến đó ngài dạy từng ly từng tí từng công phu bấy sám từng vấn đề mà gọi là chấp tác là tẩy tịnh trong tất cả mọi công việc. Hòa thượng không có bỏ công việc nào dù là công việc ở nhỏ. Thì tôi nhắc lại là quý vị nhớ rằng luôn luôn ở bên cạnh chúng ta, hòa thượng lúc nào cũng thiện, cũng hiển hiện để mà an ủi, để mà vỗ về, để mà sách tấn là chúng ta trên bước đường tu học. Nam mô hồi hướng công đức của ngài được ngài chứng minh và được ngài siêu tỉnh. Thì hôm nay tôi cũng về đây, đây là lần thứ không biết lần thứ mười mấy lần thứ mười mấy rồi cũng về đây, cũng ở dưới trên ngài và cũng là anh em, cũng là cùng là học hành rồi cùng lo lắng công tác phật sự. Mấy năm nay hòa thượng vẫn còn lo lắng nhiều công tác phật sự lớn lắm. Thì hôm nay được gặp hòa thượng ở đây thì tôi đã là thánh tế và tôi đã là chúc cho hòa thượng được luôn luôn sức khỏe và sẽ hoàn thành tất cả những sứ nghiệp mà hòa thượng đã phát nguyện. Quý vị cũng nên biết rằng ngày hôm nay là ngày chúng ta tưởng niệm hòa thượng ân sư hòa thượng mà đã khai sáng cho chúng ta. Có nhiều vị ngày hôm nay vẫn nghe đến, có nhiều vị thì cũng đã trải qua cái thời kỳ mà chúng ta cũng đã có gặp gỡ, có nhiều vị mà chúng qua một thời gian chúng ta gần gũi bên hòa thượng để chúng ta được nghe lời của hòa thượng giảng dạy. Chúng ta luôn luôn tin đón và luôn luôn vâng theo lời giảng dạy của hòa thượng, lúc nào cũng phải tin đón. Ngày hôm nay chúng ta về đây là ngồi ở nơi đại hùng bửu địa này để mà nghe tôi nghe nhắc nhở, thì quý vị nên tưởng niệm về hòa thượng, nên để tâm mình về ngài để cầu nguyện ngài mười phương chư Phật, cầu nguyện ngài lúc nào cũng gia hộ cho tất cả quý vị thân tâm được an lạc, thân bệnh được tiêu trừ và chúng ta viễn ly được tất cả những khổ ách. Chúng ta là những người Phật tử thì luôn luôn chúng ta phải theo lời của các bậc, của các vị chư tăng, của các bậc thánh đức đã dạy cho chúng ta như thị, tức là đương nhiên là chúng ta từ trong cái thể, trong cái thể tâm như mà chúng ta diễn bày ra. Sở dĩ hôm nay chúng ta ngồi đây nghe từng lời pháp là chúng ta đã vâng theo lời như thị. Như thị có nghĩa là như vậy ta nghe. Mình như vậy cái gì? Như vậy tức là tâm của tất cả các vị hiện tại đã trở về đây, đã trở về dưới ngôi chùa, dưới mái ấm đầy đủ đầy chất liệu tình thương và từ bi. Các vị đã trang trải ở đây, các vị được nghe hòa thượng dạy dỗ, các vị nghe hòa thượng nhắc nhở cho các vị trong cái việc tu hành. Hôm nay hòa thượng cũng đã ra đây và cũng đã
chứng kiến và quý quý vị tất cả quý Phật tử cũng chúng ta cũng trang nghiêm, và cũng nhờ cái ân đức của Ngài mà chúng ta ngồi hôm nay nghe được những cái lời dạy. Những lời dạy đó, những lời dạy tôi dạy các vị ngày hôm nay, đây là chúng là tôi thay mặt cho chư vị thánh đức, tôi thay mặt cho chư vị đại lão hòa thượng đã truyền dạy. Mong rằng quý vị luôn luôn giữ cái tâm thể của mình an nhiên tự tại, và đã trở về ngôi tam bảo, đã trở về nơi Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, tức là trở về nơi ba cái ngôi bảo quý giá nhất của mình, ba ngôi bảo mà quý vị không bao giờ bỏ lỡ được, ba cái ngôi bảo mà chúng ta từ nhỏ cho đến lớn là chúng ta nghe là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Hỏi có quy chưa? Dạ quy rồi, nhưng mà quy như thế nào? Quy là quay trở về, chúng ta nên quay trở về với Phật bảo, với ngồi đã bảo quý báu nhất đó là Phật bảo, với Pháp bảo và với Tăng bảo, tức là ba cái ngôi bảo từ trong thâm tâm của chúng ta, từ nơi cái tâm thể của chúng ta đã có sẵn, và chúng ta ngày hôm nay là biết quay về. Chứ để rồi không phải là chúng ta quay về để đâu cầu nguyện, hay là quay về để cầu xin. Chúng ta quay về, chúng ta phải luôn luôn nghe trong tâm thể chúng ta nhắc nhở, chúng ta lúc nào cũng từ bi, lúc nào chúng ta cũng thể hiện cái đức tính của người tu. Mình là một người mà đã quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, đã trở về với Phật, với Pháp, với Tăng, là chúng ta đã đi đúng con đường chân chánh. Chúng ta đã đi đúng con đường mà chư Bậc Thánh Tổ Đức đã dạy cho chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta đã đi đúng vào con đường đó, thì chúng ta vẫn giữ vững bằng mọi cách, bằng mọi giá, dù cho mất thân mạng, chúng ta cũng có thể bỏ được và cái pháp quý báu đó, Phật, Pháp, Tăng. Tức là Phật là tâm tính sáng suốt vô thượng của mình, Pháp tức là những cái điều mà Đức Phật đã dạy chúng ta, Tăng là tất cả những vị xuất gia tu hành mà chúng ta thấy. Chúng ta về đây chúng ta nương dựa vào Tăng, chúng ta về đây chúng ta nương dựa vào tất cả những vị đã xuất gia, tất cả những vị Tăng ở đây, tất cả quý vị cũng đã thấy rồi đó, tức là tất cả những vị mà chúng ta cần nương dựa đó, mà chúng ta cần phải là biểu dương. Lúc nào cũng vậy, trong đầu ta cũng có Phật, cũng có Pháp, cũng có Tăng. Bây giờ chúng ta đã về chùa rồi, chúng ta đã quy Tam Bảo rồi, chúng ta là quy với Pháp, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Chúng ta về nơi cái quý báu nhất, cái nơi quý báu nhất mà quý vị đã về đây, là về đến cái nơi tâm thể của chúng ta được gọi là coi là quý báu nhất. Ngày hôm nay về đây chúng ta lại gặp các bậc chư tôn đức. Ngày hôm nay chúng ta về đây đã gặp được các bậc chư các chư vị mà gọi là tôn túc, chư vị mà gọi là có hữu đức, để dạy chúng ta bằng mọi cách chúng ta xả bỏ tất cả những điều xấu ác, chúng ta xả bỏ tất cả những hành động mà không đem lại ích lợi, không đem lại cái hữu ích tâm thể trong sáng của chúng ta. Ngày hôm nay các vị đã về được ngôi tam bảo này, đã về với cái bốn tượng này, là chúng ta đã trở về với tâm tánh của chúng ta, chúng ta đã trở về với cái tự tánh của chúng ta đã trở về với cái sự sáng suốt và an định của chúng ta. Ngày hôm nay quý vị về đây dưới sự chứng minh của tất cả chư tôn đức, dưới sự chứng minh của tất cả các vị chư tăng ở đây, cũng như tất cả các vị mà đã nghĩa là coi như phát tâm mà gọi là cầu giải thoát, đã phát tâm cầu đại đạo để phổ độ chúng sinh xuất gia nơi đây, các vị về đây nương dựa vào những quý vị đó, và chúng ta nương dựa vào đó, chúng ta nhận ra rõ ràng chúng ta đã đi đúng con đường chân chánh, chúng ta đã thể hiện đúng đúng đắn
cái tâm thể của chúng ta ngày hôm nay. Nhờ các vị chư tôn đức tăng ni ở đây đã thể hiện, đã dẫm mạnh thể hiện, chúng ta thấy rõ những sự mà gọi là sự tu dưỡng của họ, cái sự mà xuất gia của họ, cái sự mà gọi là coi như mà xuất thế tục gia, xuất huyền não gia, xuất là tam giới gia, tức là đem tất cả cái hạnh nguyện đó chúng ta xả bỏ tất cả những cái gì chúng ta còn gói gọn, chúng ta còn đem lại những điều mà gọi là tha bát. Ngày hôm nay dưới sự chứng minh của chư hòa thượng có tôn có bậc các bậc tôn đức, các vị ngày hôm nay chúng ta mặc dầu về đây với cái tập thể thoải mái, với cái tâm thể chúng ta an vui, nhưng chúng ta đã được trách được pháp, chúng ta đã thấu liền trì được pháp, chúng ta hiểu được đạo, và chúng ta đã thực hành đúng tất cả những cái điều mà chúng ta học trước ở này đã, chúng ta đã giác chiêu, chúng ta đã làm, và ngày hôm nay chúng ta đã thành tựu công đức đầy đủ. Như vậy tôi mong rằng tất cả các quý vị y theo những điều mà chúng ta đã nghe, y theo những điều mà chúng ta đã thực hành để các vị thành tựu công đức. Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy là ngày hôm nay các vị đã thành tựu được, đã nghe được, đã thành tựu được đầy đủ công đức, và mong rằng không những bản thân của các vị mà tất cả các vị mà đã khuất, đã không còn có ở đây nữa, là chúng ta mong rằng tất cả các vị đó sẽ được siêu thoát, sẽ được siêu sanh, và mong rằng tất cả các vị đã về đây ngồi dưới ánh Phật đài, ngồi dưới sự mà gọi là chăm sóc của chư vị tôn đức ở đây, các vị sẽ thành tựu công đức, và các vị sẽ có công đức rất là lớn. Trong khi trong mấy hôm nay chúng ta có đi về chùa, chúng ta có nghe pháp, nhưng mà tối hôm nay chúng ta sẽ thành tựu được tất cả các công đức mà từ hôm nay chúng ta đã góp nhóm. Chúng ta đã góp nhóm từ ngày hôm nay, chúng ta đã gặt kết quả lớn. Mong rằng tất cả đem kết quả lớn đó, để đem tất cả những cái gì mình nhận được trong hôm nay đó, các vị sẽ làm hành trang trong cuộc sống của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ là giờ phút qua trang nghiêm và long trọng. Coi thử có vị nào cần hỏi cái gì, cần thắc mắc cái gì cứ gọi ở đây, tôi sẽ trả lời cho tất cả các bạn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con Phật tử pháp danh Diệu Thanh. Kính bạch hòa thượng, con có một câu hỏi xin hòa thượng, kính xin chư hòa thượng chia sẻ giải thích cho chư hàng Phật tử chúng con biết. Đó là vô tình chúng sanh và hữu tình chúng sanh ý nghĩa như thế nào? Vô tình chúng sanh và hữu tình chúng sanh. Chỉ vô tình hay là hữu tình, hữu tình hay là vô tình? Bây giờ cô muốn vô tình hay là muốn hữu tình? Theo như câu hỏi này thì con muốn bạch với hòa thượng là chia sẻ cho hàng Phật tử chúng con để biết sao về nhưng mà, vô nhưng tình mà theo ý của cô á, là muốn vô tình hay là muốn hữu tình? Hữu tình. Vậy thì tốt lắm. Muốn mà gọi là hữu tình, không? Tức là coi như mình đã có cái tâm đức là muốn về với cõi an vui và giải thoát. Cho nên ngày hôm nay cô đã đại diện cho quý Phật tử khác thì hỏi xem mình là vô tình hay là hữu tình chúng sanh. Lần này đây là gặp Phật tử này cũng là một Phật tử mà có cái tâm niệm rất là quan trọng, muốn mình được an vui, muốn mình được giải thoát, tức là mình muốn có hữu tình, nhá. Như vậy thì cố gắng tinh tấn
không? Cố gắng tinh tấn tu tập và tinh tấn niệm Phật thì cái hữu tình chúng sẽ đạt đến thành tựu viên mãn. Nghe nãy chưa? À, rồi. Giải thích cho chúng con làm sao sự tu tập được nối tiếp khi chuyển thân qua nhiều kiếp. Tức là bây giờ con có cái thân đó nhưng mà nó chuyển thân khác, làm sao có sự nối tiếp tu tập, là tu tập được nối tiếp từ thân này chuyển qua thân khác, phải không? Có phải hỏi vậy không? À, làm sao tu tập từ thân này chuyển qua thân khác mà cứ vẫn an nhiên, mà vẫn tự tại, mà vẫn có cái là tinh tấn, vẫn luôn luôn là được viên mãn trong tất cả công việc. Tức là cô ấy muốn hỏi là bây giờ cái thân này, bây giờ ngay tại đây, bây giờ ngay tại cái đạo tràng này, cô với số tuổi đó, với cái thân xác cơ đó, bây giờ vẫn có cái sự tinh tấn tu tập, liệu mất đi rồi không biết hết còn tu tập được như vậy không? Không biết lỡ mình mất đi rồi không biết còn tu tập vậy được không? Không sao, ở mất đi thì có các ngài ngồi ở đây, có Đại Hùng Biểu Điện ở đây, ở đây có đầy đủ oai đức, không có sợ, cứ về đây gặp ai mình hỏi đấy, tự nhiên mình được thành tựu công đức rồi, thấy chưa? Không sao hết á, cứ về đây đó, gặp ngài Thiện Trí, nói xin phép bà ngài cho con hỏi chút xíu việc, rồi gặp ngài ngài ngồi ở đến, mời đi việc, thấy chưa? Không thả, không sao, an bình, không sao. Các vị nào có gì đó cần hỏi nữa không? Có ai cần điều gì hỏi nữa không? Rồi, hôm nay buổi nói chuyện của chúng ta tới đây, vị nào cần hỏi gì nữa thì gặp sư phụ hỏi tiếp nha. Sư phụ giải đến đây, quý vị về suy nghiệm gì, suy nghiệm ra, suy nghiệm mình tu hành từ trước đến nay có cái điều gì lầm lỗi, từ nay về sau bỏ đi, có cái điều gì mà chúng ta uất ức, chúng ta thấy thắc mắc mà không có giải quyết được, chúng ta im lặng về tự ý mình giải quyết. Tức là coi như có những cái gì còn thắc mắc, còn lo lắng, còn suy nghĩ thì mình về tự giải quyết, mà giải quyết không nổi thì đến gặp sư phụ, sư phụ sẽ giải quyết giùm nha. Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào ngày hôm nay là cái ngày quan trọng nhất, là lễ tưởng niệm Hòa Thượng Quyền Chủ ở đây. Thì tôi nhớ là hồi tôi còn nhỏ ở tới Hòa Thượng, cho nên năm nào cũng mong muốn về đây thăm ngài, được chư vị gọi là coi như đại diện cho hàng tăng chúng, tất cả những vị xuất gia này, thì tôi rất là coi như là được đầy đủ phước đức mà quý vị ngày hôm nay đã cùng với tôi về đây để chiêm ngưỡng Hòa Thượng và để đánh lễ ngài. Trước thì chúng ta nhất là chúng ta một lòng
Nguyện tam công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Bây giờ hòa thượng chúc cho tất cả quý vị không được an vui, được tự tại, được mạnh khỏe, nghe đã chưa? Dạ, A Di Đà Phật. Hương thơm thanh khiết kính dâng lên Tam Bảo Phật Pháp Tăng, sắc hoa ngọc lan tươi thơm pháp cúng dường tỏa ngát mười phương. Thành tâm chúng con tha thiết